Cúp thăm giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2023, câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với San Vinet Khánh Hòa. Sáng 27 tháng 10, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2023. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Phó Tổng thư ký VFF ông Nguyễn Minh Châu, đồng trưởng ban tổ chức giải cùng với các cán bộ VFF, đại diện các đội bóng tham dự giải và cơ quan truyền thông báo chí. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh sự phát triển của giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào những thành tích của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đây là mùa giải thứ bảy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam và sự đồng hành của HD Bank. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam và đón nhận được sự quan tâm của khán giả. Qua 7 năm hợp tác với HD Bank, giải đấu đã mang lại nhiều trận đấu chất lượng, tạo ra sự hấp dẫn đối với người hâm mộ, góp phần giúp thúc đẩy phong trào futsal tại Việt Nam. Với minh chứng rõ nhất chính là việc tuyển futsal Việt Nam hai lần tham dự World Cup. Giải đấu năm nay gồm có sự tham dự của 8 câu lạc bộ, gồm Cao bằng, câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sa Hà Cổ, Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Bắc với sự nỗ lực của ban tổ chức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các câu lạc bộ, chúng tôi tin tưởng rằng giải đấu năm nay sẽ mang lại thành công, đón nhận những trận cầu hay và đầy hấp dẫn. Điều lệ giải quyết định 8 đội bóng chia làm hai bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp để tranh chức vô địch. Tại bán kết, đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhất bảng B sẽ đối đầu với đội nhì của bảng A. Trong khi đó, hai đội xếp thứ ba sẽ tranh hạng 5, còn hai đội cuối với bảng sẽ tranh hạng 7. Theo kết quả bốc thăm, bảng A bao gồm các đội câu lạc bộ Phúc Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, San Venice Khánh Hòa, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc tranh tài của bốn đội: Saaco, Thái Sơn Bắc, Luxury Hạ Long và Hà Nội. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 11 đến 18 tháng 11 tại nhà thi đấu Lãnh Bình thẳng Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 11.